Chắc có lẽ Manchester United là câu lạc bộ hoạt động sôi nổi nhất khi các giải vô địch quốc gia tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Nhưng đây không phải là vấn đề liên quan đến chuyên môn mà là những scandal ngoài sân cỏ. Không lâu sau công bố chính thức của Quỷ Đỏ về trường hợp của Anthony, thì trong ngày hội quân của toàn đội, Jadon Sancho cũng phải đối mặt với huấn luyện viên Erik ten Hag nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc của cả hai thầy trò. Và theo nhiều nguồn tin ở xứ sở sương mù, ban lãnh đạo đã trao toàn quyền cho thầy 10 trở thành người phán xử cho câu chuyện này. Như vậy, nếu không quay xe kịp thời, ngôi sao 23 tuổi có lẽ nên khăn gói mà rời khỏi nhà hát của những giấc mơ. Những ngày qua có lẽ là quãng thời gian mệt mỏi đối với người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford. Thành tích trên sân cỏ chưa thể cải thiện, chấn thương thì cứ liên tục xảy ra. Và giờ đây thì những vụ lùm xùm ngoài sân cỏ đang khiến cho lực lượng của câu lạc bộ đã mỏng, nay lại càng mỏng hơn. Nhưng đây không phải là vấn đề có thể nhắm mắt cho qua mà cần phải giải quyết dứt điểm để tránh hậu quả lâu dài sau này. Mới đây, trang chủ của câu lạc bộ cũng đã chính thức đưa ra thông báo về trường hợp của Anthony. Theo đó, ngôi sao người Brazil sẽ không tiếp tục ra sân thi đấu cho đến khi quá trình điều tra có kết quả. Từ những kinh nghiệm sau scandal của Mason Greenwood, yếu tố nữ quyền đang được đặt lên hàng đầu. Và nếu Manchester United không nhanh chóng hành động, những hệ lụy phía sau sẽ ảnh hưởng đến toàn mùa giải vừa chỉ mới bắt đầu. Sau những hành động trong câu chuyện của tiền đạo xứ sở Samba, công việc tiếp theo của Quỷ Đỏ chính là giải quyết vụ lùm xùm còn lại liên quan đến Jadon Sancho. Sau thất bại trước Arsenal ở vòng 4 Premier League, huấn luyện viên Erik ten Hag cho biết, sở dĩ ông để ngôi sao người Anh ngồi ngoài do anh không đáp ứng được yêu cầu về tập luyện và màn trình diễn chưa đủ thuyết phục để góp mặt cùng với đồng đội. Nhưng gần như ngay lập tức, cựu sao Borussia Dortmund đã lên tiếng đáp trả. Anh cho rằng những gì được đưa ra chỉ là sự dối trá. Anh vẫn đang tập luyện chăm chỉ và cố gắng cống hiến hết mình cho màu áo đỏ. Thậm chí là cho đến trước khi buổi gặp mặt trực tiếp diễn ra, số 25 vẫn còn ghim dòng tweet của mình như khẳng định bản thân đã làm những điều đúng đắn với Manchester United. Nhưng ngay lập tức, mọi chuyện lại đi ngược với những gì chàng trai sinh năm 2000 đăng tải. Rất nhiều tờ báo xứ sở sương mù khui ra những hình ảnh Sancho chây lười trong tập luyện, cũng như tỏ thái độ khó chịu khi không được trọng dụng ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ngoài ra thì một vài câu chuyện thời anh còn ở Man City cũng đã được khui ra. Như vậy có thể khẳng định một điều rằng, vấn đề của Sancho chính là tâm lý của anh. Việc phải thi đấu dưới áp lực quá lớn cũng như liên tục bị soi mói sau cú sốc ở Euro 2020 đã khiến ngôi sao 23 tuổi dần đánh mất chính mình, để rồi cứ chìm sâu vào khủng hoảng, ảnh hưởng nặng nề đến phong độ trong hơn 2 năm qua. Huấn luyện viên Erik ten Hag hiểu rất rõ điều đó và ông đã tạo điều kiện tốt nhất để tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của The Citizens có cơ hội tìm lại màn trình diễn tốt nhất của bản thân. Một khóa đào tạo cá nhân đã được tiến hành ở Hà Lan nhằm giúp cho cựu sao Borussia Dortmund lấy lại thể trạng, tinh thần cũng như là phong độ của anh. Nhưng rồi thì quá trình miệt mài lên núi tu luyện cũng không mấy khả quan. Dù thể lực có phần được cải thiện đôi chút, nhưng màn trình diễn tổng thể vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Rõ ràng nhà cầm quân 53 tuổi rất quan tâm đến cậu học trò và dành cho anh không ít ưu ái. Nhưng đổi lại, ông nhận về toàn những điều đáng buồn. Kể từ khi chiến lược gia người Hà Lan lên nắm quyền, ông đã mang trở lại nét văn hóa vốn có từ lâu đời của đội chủ sân Old Trafford, đó là không ai được phép lớn hơn câu lạc bộ. Điều mà vị cha già vĩ đại Sir Alex Ferguson đã làm rất tốt và tạo dựng nên một đế chế vĩ đại bậc nhất xứ sở sương mù. Ông sẵn sàng gạt bỏ bất cứ ngôi sao nào, dù anh ta đóng góp cho đội như thế nào đi nữa, chỉ vì lý do không tôn trọng logo trên ngực trái. Rất nhiều ngôi sao hàng đầu đã từng khoác áo quỷ đỏ phải nếm trải máy sấy tóc chính hiệu đến từ vị chiến lược gia huyền thoại người Scotland, để từ đó phải khăn gói rời khỏi câu lạc bộ dù có đang là nhân tố quan trọng bậc nhất trong lối chơi đi chăng nữa. Không phải vì Sir Alex có phương án dự phòng, mà là do ông không muốn bất kỳ cầu thủ nào đặt mình lên trên tất cả mà quên đi nhiệm vụ hàng đầu, đó là đem về chiến thắng và giành được danh hiệu. Từ đó, sau mỗi lần bán đi ngôi sao sáng giá, Manchester United vẫn tiếp tục là một thế lực hàng đầu ở Premier League và châu Âu.
một đội hình U40 vẫn giành danh hiệu Premier League, hay là 8 hậu vệ vẫn có thể khuất phục được đại diện trong nhóm Big Six là Arsenal. Điều này cho thấy rằng bất kỳ ngôi sao nào cũng không quan trọng bằng tập thể, và nếu vắng mợ thì chợ vẫn đông. Cựu thuyền trưởng Ajax Amsterdam nhận thức rõ điều đó và ông đã quyết tâm tránh đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm. Đó là không chiến thắng được các cầu thủ để rồi phải khăn gói ra đi không kèn không trống. Mức lương cao ngất ngưởng cùng với mức phí chuyển nhượng khổng lồ đã khiến họ không xem ai ra gì, để rồi cứ như thế mà làm vua tại nhà hát của những giấc mơ. Với một người kỷ luật và tỉ mỉ như là thầy Mười, ông sẽ không để điều này tiếp tục tái diễn thêm một lần nào nữa. Và ngay trong mùa giải đầu tiên ở đội chủ sân Old Trafford, huấn luyện viên Erik ten Hag đã thẳng tay loại bỏ siêu sao Cristiano Ronaldo do thái độ thiếu tôn trọng của anh. Cùng với buổi phỏng vấn đi vào lòng đất với nhà báo Piers Morgan, người cũng đang nhăm nhe Jadon Sancho trở thành đối tượng tiếp theo. Cựu sao Borussia Dortmund đã trở thành tâm điểm chú ý của số đông người hâm mộ, nhất là những fan nhiệt thành của quỷ đỏ thành Manchester qua màn bật thầy rất nhanh sau những phát biểu hướng về mình. Đồng thời, còn quả quyết là mình chẳng khác nào kẻ bị đem đi tế thần ở câu lạc bộ. Khi có bất cứ chuyện không hay gì xảy ra, anh sẽ đóng vai trò là gánh nặng, còn lại thì đều là những nạn nhân tội nghiệp. Có một điều đáng nói trong cách làm việc của chiến lược gia người Hà Lan, đó là ông nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ ban lãnh đạo. Một bộ sậu đang quản lý tốt Manchester United cũng như dần gạt bỏ mọi tàn dư cũ để hướng đến những giá trị cốt lõi đã tồn tại trong nhiều năm qua mà dần bị mai một theo thời gian. Và một lần nữa, sự ủng hộ dành cho cựu thuyền trưởng Ajax Amsterdam lại tiếp tục được thể hiện như cái cách mà nhà báo Rob Dawson đã chia sẻ mới đây. Ký giả người Anh cho biết ban lãnh đạo Manchester United ủng hộ huấn luyện viên Erik ten Hag vô điều kiện, bất kể quyết định của ông với Sancho có thế nào đi nữa. Ngoài ra, nguồn tin nội bộ còn cho biết thêm quyết định với cầu thủ sinh năm 2000 là độc lập với tình trạng của Anthony. Có nghĩa là kể cả giáo sư Soy Compa nhận lệnh từ tòa án thế nào, Sancho vẫn có thể bị trừng phạt như thường. Đây chính là điều mà bất kỳ người hâm mộ quỷ đỏ thành Manchester nào cũng muốn thấy. Vị thế của câu lạc bộ đã dần được tôn trọng hơn, và quan trọng là không một ngôi sao nào được phép cho mình có quyền xem thường tất cả, dù anh có là cầu thủ nhận lương cao nhất hay chỉ là một sao mai tranh thủ lấp ló học hỏi từ các buổi tập của đội 1. Mọi cầu thủ đều có quyền bình đẳng và đối xử công bằng với nhau. Ai có lỗi thì sẽ đều bị trừng phạt. Và với trường hợp của Jadon Sancho, nếu anh không nhanh chóng hối cải, nhìn nhận lại bản thân, cơ hội để tiếp tục khoác lên mình màu áo đỏ dường như đã không còn. Điều này chẳng khác gì với lời tuyên bố số 25 tới ngày tận số rồi. Dẫu cho cầu thủ 23 tuổi vẫn có tên trong danh sách đăng ký giai đoạn 1 của UEFA Champions League, nhưng đó là động thái cho thấy sự tôn trọng rất lớn của câu lạc bộ chủ quản dành cho cựu sao Borussia Dortmund. Và giờ là thời điểm bản thân cầu thủ này sẽ báo đáp điều này lại ra sao, nhất là khi anh chính là nhân vật quan trọng để mang đến sự thay đổi toàn diện trong tương lai. Huấn luyện viên Erik ten Hag luôn tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc với mọi hành vi đáng lên án của các học trò. Dù bất cứ ai cũng có thể đưa ra quan điểm của mình, nhưng nếu bản thân chưa thực sự đáp ứng được sự kỳ vọng thì nên ngậm miệng vào và chứng minh mọi thứ trên sân cỏ, như cái cách mà Aaron Wan-Bissaka hay là một vài cầu thủ khác đã làm. Không chỉ thầy Mười tỏ ra khó chịu, mà ngay chính các đồng đội tại sân vận động Old Trafford cũng không mấy hài lòng với cách hành xử của Jadon Sancho. Tờ ESPN dẫn một nguồn tin thân cận của quỷ đỏ cho rằng chàng trai người Anh không còn nhận được nhiều sự cảm thông trong phòng thay đồ nữa. Màn trình diễn thiếu ấn tượng cả khi tập luyện lẫn ngày thi đấu chính khiến tiền đạo sinh năm 2000 này không còn được lòng các đồng đội và ban huấn luyện. Với một tập thể giàu sức chiến đấu thì một nhân tố đi ngược lại với tất cả sẽ mang đến sự chú ý rất cao. Từ đó dễ dẫn đến vị trí cô lập. Nhưng riêng với Man United, mọi chuyện thì lại không phải như vậy. Một bầu không khí gia đình đã được xây dựng, nhưng nếu chỉ cần một thành viên làm trái với quy định, anh sẽ bị đào thải ngay lập tức để tránh ảnh hưởng tiêu cực lan rộng đến tất cả. Ban lãnh đạo cũng đã thống nhất một cuộc gặp mặt để làm rõ tương lai của cầu thủ người Anh quốc trước trận gặp Brighton vào cuối tuần này. Và chiến lược gia người Hà Lan sẽ là người toàn quyền quyết định cho mọi việc, đó là tha thứ hay tiếp tục cấm thi đấu để số 25 có thể suy nghĩ lại bản thân. Vì khi đó, thầy Mười cũng đã tính trước được nhiều phương án, chứ không phải là khi ông cứng rắn loại bỏ, đội chủ sân Old Trafford lại rơi vào trạng thái mất phương hướng. Manchester United đang trải qua chuỗi ngày cực kỳ khó khăn, liên tiếp những vấn đề xuất hiện cả trong lẫn ngoài sân cỏ đang khiến cho nhà cầm quân 53 tuổi cùng với ban lãnh đạo cực kỳ đau đầu.
Và nếu không nhanh chóng giải quyết dứt điểm, nguy cơ một mùa giải trắng tay là điều đang hiện hữu ở trước mắt. Quỷ đỏ chưa lên tiếng về sự việc, nhưng theo tờ The Guardian nhận định, Sancho sẽ phải nhận án phạt nội bộ sau sự việc này. Vì với một huấn luyện viên như là Erik Ten Hag đề cao kỷ luật và không ngại quyết định, ông sẽ không chấp nhận nhẹ tay sau những vụ lùm xùm thời gian qua. Hãy cùng chờ xem liệu cựu thuyền trưởng Ajax sẽ lựa chọn phương án nào để đưa đội bóng trở lại với quỹ đạo vốn có. Còn với riêng Jadon Sancho, anh nên biết thân biết phận của mình, nhìn nhận lại phong độ cũng như tương lai cực kỳ bất ổn ở phía trước. Một bài học đắt giá không chỉ cho cựu sao Dortmund mà còn cả xứ sở sương mù trong việc cẩn trọng với phát ngôn của mình. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.